xuyên qua tiva còn trở thành ngu nhân chúng chấp hành quan một trong đáng tiếc còn chưa chuyển chính thức cũng may hệ thống thức tỉnh chuyển sang chấp hành quan bất quá là cầm nắm đấm mà thôi tuy nhiên hệ thống này không đúng chỉ cần không ngừng thu thập cảm xúc tiêu cực là có thể rút thăm trúng thưởng đạt được các loại phần thưởng quả cao su xoắn ốc hoàng răng vỡ chờ một chút cái này thôi miên áp là cái quỷ gì vì trở nên mạnh mẽ thật sự là không cần mặt mũi đúng không? Không có biện pháp, chỉ đồng sáo lộ thâm, vì cẩu trụ cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể không ngừng tìm đường chết bị coi thường. Vì thế, thất thần tê dại, ti vác sụp đổ. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Một xuyên qua tay vác, từ chấp hành quan bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ở thành phố chí đông sương giá bao phủ trong căn cứ huấn luyện tân binh ngu nhân quanh quẩn một loại giai điệu độc đáo hay hu đó là khẩu hiệu của các tân binh tập thể dục với nhịp độ cứng rắn trên băng các binh sĩ trẻ tuổi ôm lòng trung thành và nhiệt tình vô tận đối với nữ hoàng mỗi một giọt mồ hôi đều tượng trưng cho nhiệt tình thanh xuân của bọn họ nửa giờ sau bọn họ mệt mỏi nhưng thỏa mãn dưới sự dẫn dắt của sĩ quan đi tới khu nghỉ ngơi bên cạnh sân huấn luyện nghỉ ngơi một chút chuẩn bị nghênh đón vòng khiêu chiến tiếp theo. Lúc này, một dòng người mới tràn vào, sĩ quan dẫn đầu giống như gió xuân dân trào, vai khiên một thiết bị giống như hộp nhạc cỡ lớn. Nhưng mà, các binh sĩ đi theo phía sau lại có vẻ có chút buồn bực không vui, phản phất bước đi nặng nề, phản phất bước vào khốn cảnh không biết mà không phải sân huấn luyện. Loại tương phản này, tự như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nghỉ ngơi. Đứng nghiêm. Nhìn về bên phải. Lạc trần xem kỹ đội ngũ của hắn ánh mắt kiên định ra lệnh các tiểu tử theo thường lệ trước khởi động dưới mệnh lệnh của hắn các binh sĩ vốn bất mãn miễn cưỡng điều chỉnh đội hình hình thành bốn cột trụ lạc trần buông hộp nhạc trên vai xuống thuần thục để vào đĩa nhạc ấn nút phát khi đĩa hát xoay tròn giọng nam thô kệch xuyên qua sự im lặng và đánh thức nhịp điệu của sân tập tình yêu của tôi ở chân trời bao la đó hoa nở dưới chân những ngọn đồi xanh những giai điệu lắc lương nhất với tiếng hát bốn cột bắt đầu những điệu nhảy độc đáo như thể một nhịp điệu độc đáo đang nhảy trong một thế giới băng tuyết các tân binh lần đầu gặp cảnh này trên mặt tràn đầy hoang mang huấn luyện viên đây là huấn luyện sao cảm giác có chút siêu thực a à? quen rồi huấn luyện viên của bọn họ sáng tạo hơn bối lạc phu châm một điếu thuốc hơi cảm khái nói trong lòng hắn nghi hoặc Lạc Trần như thế nào đột nhiên trở nên như thế không giống người thường, trước kia cũng không phải như vậy. Được rồi, vì vinh quang của nữ hoàng, các chàng trai, bắt đầu huấn luyện đi, ánh mắt sắc bén của ta sẽ luôn luôn giám sát. Sau khi ca khúc kết thúc, Lạc Trần xem xét hệ thống nhắc nhở, hài lòng nhìn thấy một loạt giá trị sốt ruột. Dê ca phiền não giá trị Một giá trị phiền não của Tom Lee Một giá trị phiền não của Ne một quốc henda phiền não giá trị một tổng giá trị phiền não ba mươi lạc trần hài lòng gật gật đầu lưu lại một câu cổ vũ lời nói sau đó thản nhiên đi về phía khu nghỉ ngơi bellot ngươi biết không như vậy làm nóng người phương thức càng có thể kích thích bọn họ tiềm năng ta đây là đang trải đường cho tương lai của bọn họ Bối lạc phu nhìn lạc trần đang hưởng thụ nghỉ ngơi nhìn không được lắc đầu lạc trần ngươi làm như vậy Bọn họ nếu đi chỗ công tử đại nhân cáo trạng, vị trí huấn luyện viên của ngươi có thể sẽ khó giữ được." Lạc Trần tiếp nhận điếu thuốc Bối Lạc Phu đưa tới, ánh mắt lại như cũ dừng ở trên người đám tân binh đang làm nóng người dưới sự chỉ đạo của hắn, hít nhẹ một hơi, sương khói lượn lờ ở chung quanh hắn. Giọng nói của Bối Lạc Phu giống như thuốc lá thuần hậu, từ từ phiêu đảng tới. "Cậu biết không, gần đây tin tức trên đó cậu có để ý không?" Hắn thản nhiên nói, tự như đang đàm luận thời tiết. Phong thanh. Lạc trần khẽ nhíu mày, có vẻ có chút khó hiểu. Bối lạc phu hít một hơi thật sâu, phun ra một đoàn khói, giải thích. Sau khi công tử đại nhân thăng chức, chức vị quan chỉ huy thực tập kia trống không, nghe nói cấp trên có ý định chọn thêm một vị, có lẽ sẽ cùng công tử đi tới liên nguyệt. Quan chỉ huy thực tập. Đây là trò mới. Lòng hiếu kỳ của lạc trần bị gợi lên. Béo lốp liếc hắn một cái, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi cũng làm nhiều năm huấn luyện viên, loài sự tình này dĩ nhiên không rõ ràng lắm. Nếu được chọn, có rất nhiều cơ hội để thăng cấp lên chỉ huy đầy đủ miễn là không có sai lầm lớn nào được thực hiện. Hắn tiếp tục bổ sung. Màn thứ hai tuyển chọn khúc dạo đầu tương tư. Là Trần các tân binh trong lòng âm thầm nói thầm, bọn họ huấn luyện viên quả thực là dị loại mỗi sáng sớm đều muốn dẫn bọn họ nhảy quảng trường vũ, còn muốn hát theo, đây đâu phải là huấn luyện, quả thực chính là tra tấn. Tại ép khô 70 phân khổ tình giá trị về sau, Lạc Trần rốt cục thể hiện ra nghiêm túc một mặt, bắt đầu chính quy huấn luyện. Trong đầu hắn dung hợp trí nhớ của nguyên chủ nhân, chỉ đạo tân binh thành thạo. Cô nhi liên nguyệt của gia đình lò sử trước đây này, từng theo hầu A Lôi kỳ nặc chấp hành nhiệm vụ khắp nơi, giành được vô số lời khen ngợi, sau đó chuyển thành huấn luyện viên tân binh. Nhưng mà một tháng trước, say rượu trở về, hắn ngoài ý muốn tại đêm lạnh đầu đường ngủ say, khi tỉnh lại đã biến thành lạc trần bộ dáng. Trở lại văn phòng, thân hình beo lốp cũng bận rộn không kém, sau khi huấn luyện tân binh xong, anh ngồi ở đó, đưa ra một thông báo, nhìn kìa, ngày tuyển chọn là ngày mai. Lạc trần tiếp nhận thư, mặt trên liệt kê danh sách dự tuyển, tổng cộng 32 người, đều là chiến tích hiển hách sĩ quan trẻ tuổi trong đó cũng có tên của hắn phương thức tuyển chọn đơn giản hai người quyết đấu người thắng tức là quan chỉ huy thực tập mới nhậm chức người chăm chú đọc như vậy chẳng lẽ thật cảm thấy mình có cơ hội beo lao châm điếu thuốc mang theo một tia trào phúng công tử không phải trực tiếp quyết định hơn ba mươi người đào thải làm sao không có khả năng lạc trần phản bác beo lóp hạ giọng nhìn quanh bốn phía xác nhận không người thần bí nói Tư duy của công tử chỉ sinh động trong chiến đấu, bộ hạ của hắn cũng là chiến sĩ nhiệt huyết. Trước đây chúng ta phần lớn là công tác ẩn núp, kinh nghiệm chiến đấu thực tế so với bọn họ hiển nhiên không cùng cấp bậc. Ở lò sưởi trong nhà, Beo Lao cùng Lạc Trần từng là cùng nhau vượt qua vô số ngày đêm đồng bọn, bọn họ hữu nghị thâm hậu, cho dù Lạc Trần thân phận xảy ra chuyển biến, phần tình cảm này vẫn như cũ duy trì. Bối Lạc Phu trêu chọc nói, có lẽ sẽ có tình huống siêu nhiên gì đó. Dù sao chuyên môn của chúng ta cũng không phải ở vũ lực. Hắn khẽ nhấp một ngụm, mang theo một tia mỉm cười bất đắc dĩ. Nếu tiêu chuẩn lựa chọn nghiêng về năng lực toàn diện như là sách lược tình báo, Bối Lạc Phu tin tưởng mình có thể so sánh cao thấp với Lạc Trần. Tuy nhiên, thử thách ngày nay hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh, đây không thể nghi ngờ là một thách thức đối với đặc tính nghề nghiệp của bọn họ. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một chút được không? Lạc Trần đột nhiên đề nghị, ánh mắt lóe ra chờ mong. Ừ, đánh cuộc cái gì? Hứng thú của bối lạc phu bị khơi dậy, tò mò hỏi. Nếu tôi được chọn, cô phải giúp tôi lấy bộ đồ bó màu đen bí ẩn của ngài Alessino. Lạc trần giảo hoạt cười nói. Bối lạc phu nhất thời sửng sốt, sau đó trêu tức đáp lại. Nếu ngươi thua, ta sẽ đi trộm tơ trắng thuần khiết của thiếu nữ đại nhân cho ngươi. Ngươi nên thận trọng suy nghĩ, đây chính là nguy hiểm không nhỏ. Bối lạc phu nghiêm túc nhắc nhở. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Hai, hệ thống. Tâm tình tiêu cực. Phiền lòng giá trị. Thất lạc giá trị. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô tạp không liệt. Tôi vui vẻ mạo hiểm. Lạc Trần Kiên Định nói, phản phất trận cá cược này đối với hắn mà nói là một loại kích thích. Ngày hôm sau, đấu trường Đông Nhật vô cùng náo nhiệt, đối với các chiến sĩ ngu ngốc mà nói, đây là thời khắc mấu chốt quyết định quan chấp hành mới tấn công, tiến hành dưới hình thức một chọi một. Loại đò sức công bằng này, chính là phù hợp với tinh thần võ đức mà dân chúng chí đông tôn sùng. Khán giả, dù là tân binh hay lão tướng, đều nín thở chờ đợi kết quả. Trận chiến đầu tiên, giờ rốt trong nháy mắt ngã xuống đất, trọng tài tuyên bố Lạc Trần chiến thắng, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng quy tắc một khi khởi động liền không cách nào thay đổi. Lạc Trần hướng người xem phất tay thăm hỏi, đưa tới một trận bất mãn la ó, nhưng hắn không chút để ý, hắn cho rằng đây là thực lực thể hiện, mỗi một cuộc tranh tài đều là đối với chính mình chứng minh. Đi xuống sân thi đấu, Bối Lạc phu vẻ mặt hơi nghi hoặc, hắn nghi ngờ nói: "Lạc Trần, ngươi có phải hay không dùng bí phương gì?" các công tử cũng không thích chiến thuật như vậy ta chỉ dùng nụ cười của hắn không phải thuốc của ta lạc trần thoải mái trả lời chuẩn bị nghênh đón trận khiêu chiến tiếp theo trận đấu tiếp tục tiến hành ngoại trừ thất bại ngoài ý muốn của dơ rốt các tâm phúc của các công tử khác thuận lợi vượt qua kiểm tra vòng tuyển chọn đầu tiên kết thúc người xem dưới đài tuy rằng đối với thắng lợi của lạc trần có chút bảo lưu nhưng bản thân hắn đối với việc này không thèm để ý chút nào hắn biết Mỗi một lần thắng lợi đều là tượng trưng cho thực lực Trong cuộc đua trên đấu trường Sức chiến đấu của Lạc Trần rõ ràng vượt qua các đối thủ cạnh tranh còn lại Tạo thành ưu thế rõ rệt Theo nghĩ ngơi ngắn mũi Một vòng tuyển chọn mới khu chiên gõ trống triển khai Ngoài trừ thân tính của Lạc Trần và công tử Những tuyển thủ còn lại đều mang theo vết thương trình độ khác nhau Bọn họ hiểu được Trạng thái như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm suy yếu chiến lực của bọn họ Trận thứ hai của vòng một a à phu phu đấu với lạc trần sắp diễn ra quyết đấu thanh âm trọng tài quanh quẩn trong không khí hai vị tuyển thủ đi lên lôi đài a à phu phu lấy ánh mắt khinh miệt tập trung lạc trần trong lời nói tràn ngập tự tin lạc trần may mắn của ngươi đến đây là kết thúc trong mắt ta ngươi chỉ là người đầu cơ dựa vào vận may chỉ có kiệt la tư mới có thể làm cho công tử của ngươi thất vọng nhưng ta không giống ta sẽ dùng mười chiêu giải quyết ngươi báo đáp công tử dốc lòng bồi dưỡng Đối mặt với sự ngạo mạn của A Phu Thác Phu, Lạc Trần lại mỉm cười lắc đầu, lấy trường thương từ trên giá binh khí xuống, nhìn như u buồn hỏi. A Phu Thác Phu, ngươi có từng có ký ức khiến ngươi đau thấu tim gan không? Ánh mắt hắn thâm thúy, phản phất cất giấu câu chuyện vô tận. A Phu Phu hừ lạnh một tiếng, đáp lại. Ta là niềm tự hào của chiến sĩ, không có hội ức yếu đuối. Mà ngươi, rất nhanh sẽ có hắn kích hoạt găng tay nguyên tố gió vận sức chờ phát động tín hiệu của trọng tài vừa phát ra a à phu phu giống như gió mạnh xông về phía lạc trần nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người chính là hắn lại đột nhiên quỳ một gối xuống đất tháo găng tay xuống lên tiếng khóc lớn nữ hoàng đại nhân ta cảm thấy hối hận sâu sắc ta không nên sinh ra tò mò đối với thời gian riêng tư của các huỳnh thuật sĩ các nàng quả thật đẹp đến làm cho người ta không thể kháng cự ô ô ô công tử trên kháng đài khiếp sợ rất nhiều, trong lòng thầm tự trách. Ngươi hẳn là đi giáo đường hối lỗi, nơi này chính là chiến trường tuyển chọn. Đây có phải là cách dạy con không? Lạc Trần thì đi lên phía trước, ông Nhu vỗ vỗ vai A à Phu Thác Phu, sau đó rút trường thương ra, lớn tiếng tuyên cáo. Tình cảm nhớ nhung sâu đậm biết bao, chân trời góc biển đều là tình. Phát thứ hai, đau ruột đứt. Hành động này đưa tới người xem dưới đài kinh ngạc, nhóm huỳnh thuật sĩ nghe được A à Phu Phu thẳng thắng, phẫn nộ rất nhiều, cũng vì Lạc Trần thắng lợi hoang hô. Trọng tài trong lòng ngũ vị tạp trần, công tử chỉ yên lặng nhìn chăm chú, không nhiều lời. Vòng thứ nhất trận thứ hai, Lạc Trần thắng lợi. Trọng tài tuyên bố, Lạc Trần thì hướng người xem phất tay thăm hỏi. Mặc dù có một bộ phận huỳnh thuật sĩ vì hắn cổ vũ, nhưng trong ánh mắt đại đa số mọi người lại tràn đầy trào phúng. Nhìn Lạc Trần, vô liêm sĩ, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cổ không vui, bị gia la, cổ luân bị á, đạt đạt lời á cùng bối lạc phu trong lòng bất mãn giá trị nhau nhau dâng lên. Piero mất tích giá trị về một, Colombia mất tích giá trị về một, giá trị mất mát của Dalia về một, lao mất tích giá trị một, tổng giá trị mất mát. 145 Tiễn biệt dịp tạp văn sau đó, lạc trần trở về lôi đài trung ương, ngừng mắt nhìn trọng tài, phản phất đang chờ đợi tiếp theo khiêu chiến mỗi một động tác của hắn đều không tiếng động biểu thị quyết tâm cùng thực lực của mình trọng tài cùng lạc trần ánh mắt giao hội trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại liền để cho ta tuyên bố thắng lợi của ngươi sao trận đấu kỳ dị này khiến hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hắn chỉ có thể xin giúp đỡ công tử tôn quý trên khán đài trung ương đây là tài quyết giả cuối cùng công tử ngưng mắt nhìn lạc trần trên đài trong ánh mắt của hắn đang xen một tia cảm xúc phức tạp khó có thể nói rõ quyết đấu kịch liệt vốn chờ mong, lại biến thành biểu diễn khiến người ta xấu hổ. Giai điệu học mèo kêu quanh quẩn trong không khí, các đứt chờ mong của hắn. Đang lúc hắn do dự ứng đối như thế nào thì bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp. Chọn hắn đi. Đó là giọng nói của Piero, lời nói ngắn gọn và mạnh mẽ với một quyết định không thể nghi ngờ. Công tử muốn nói lại thôi, hắn càng hy vọng đồng bọn của mình là bằng vào tinh thần chiến đấu kiên nghị trổ hết tài năng năng lực của hắn rất thú vị, không phải sao? Bì Gia La mỉm cười nói, trải qua năm vòng đỏ sức, hắn đã có nhận thức rõ ràng về năng lực của Lạc Trần. Điều khiển trái tim và giác quan chính là kỹ năng đặc biệt mà những kẻ ngốc trần. Liền hắn đi, lát nữa mang hắn tới đây. Bóng của Piero biến mất trong bóng tối, để lại một mệnh lệnh. Tuân lệnh, Bì gia la các hạ. Công tử gật đầu ý bảo, xác nhận quyết định này, Trọng tài lúc này mới cố lấy dũng khí, kéo tay Lạc Trần, tuyên bố thắng lợi của hắn. Dưới đại người xem phát ra bất mãn la ó, bọn họ đều là lấy thực lực luận anh hùng, Lạc Trần mỗi lần thắng lợi phương thức đều quá mức kỳ lạ, khó có thể để cho bọn họ tiếp nhận. Nhưng mà, quyền quyết định cuối cùng ở trong tay công tử, hắn không phủ định, chẳng khác nào ngầm đồng ý Lạc Trần thắng lợi. Sau khi cùng khán giả tương tác lần nữa, Lạc Trần chậm rãi rời đi trong cuộc thi tuyển chọn không hẹn mà gặp. Tích lũy thu được 560 điểm sầu lo, để cho hắn cân nhắc có nên thử liên tục trút thăm hay không. Hắn cười khẽ. Bối lạc phu, ngươi hiểu mà, tờ đen của A Lôi kỳ nặc đại nhân, đó là mong muốn của ta. Bối lạc phu biểu tình càng thêm tối tâm, cho dù lại đến một lần, hắn cũng không cách nào đoán được lạc trần thắng lợi. Lạc trần vỗ vỗ vai của hắn, lưu lại một câu trêu tức, sau đó tiêu sái rời đi quá trình tuyển chọn cũng không phải chỉ có vinh quang của người thắng. Theo trọng tài dẫn dắt Lạc Trần rời khỏi sân thi đấu, bọn họ đi tới khu vực trung tâm của đám ngu nhân. Bồi bàn cung kính nhắc nhở. Lạc Trần Đại Nhân, nơi này chuẩn bị trang phục mới cho ngài, công tử Đại Nhân sẽ tiếp kiến ngài sau. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 ba cho cái này tuổi trẻ các học viên bên trên một bài giảng bạn đang nghe tại truyện chấm audio lạc trần chọn lựa một bộ đồng phục vườn người phủ thêm áo choàng màu đen đi ra phòng thay quần áo bồi bạn dẫn hắn đi về phía không gian chuyên dụng của công tử hết thảy đều đang từng bước tiến hành các hạ lạc trần tướng quân đã đến vất vả rồi ngươi lui ra trước đi đợi tùy tùng rời đi về sau biểu tình của hắn chuyển thành thân thiết hướng về lạc trần mỉm cười hỏi bộ đồng phục này mặc thử cảm giác như thế nào lạc trần thân mặc một bộ tượng trưng cho thân phận chấp hành quan độc đáo phục sức tượng trưng cho vinh dự vô thượng hắn hơi chần chờ ân ừ. có phải cảm thấy hơi đắt không lạc trần không ngờ tới cái này thực tập chấp hành quan nhiệm vụ dĩ nhiên là dụ bắt hành động một khi mặc vào bộ quần áo kia hắn liền được phái tới liên nguyệt chấp hành sứ mệnh Kế hoạch ban đầu là muốn cẩn thận làm việc ở Chí Đông, thông qua quấy rầy người mới kiếm được một chút điểm tích lũy, chờ có sức tự vệ lại lặng lẽ rời đi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ dựa vào kỹ năng của 13 phát súng chết người, lại muốn dấn thân vào hoạt động phá hoại. Piero đã đề cập đến khả năng điều khiển trái tim của mình và dường như nghĩ rằng anh ta rất phù hợp với công việc. Là hắn quá mức tự tin, hay là uy lực nham thương của trung đại nhân yếu đi? hắn càng nguyện làm một người lương thiện. Nhưng mà, lựa chọn đã bày ra trước mắt, không có đường lui. Căn cứ huấn luyện ngu ngốc sau khi huấn luyện kết thúc, một đám tân binh tụ tập ở khu nghỉ ngơi, trong tay cầm liệt hỏa tử đặc sản chí đông, để chống lạnh làm ấm người. Bọn họ ở đây khổ luyện 3 tháng, đã kết thúc giai đoạn học tập tân binh, sắp bước vào phân đoạn lựa chọn binh chủng, mỗi người một cương vị. Natalia, em thật sự cân nhắc gia nhập bộ đội đông đóm thuật sĩ sao? nghe nói các nàng muốn giao tiếp với sâu bọ, đóng ở giả ngoại, cái này tựa hồ không phù hợp thẩm mỹ của em a. À. Một vị binh sĩ cao lớn vừa uống rượu vừa nói. Natalia tiếp nhận một ngùng, ánh mắt dừng ở lò nướng trên sao hỏa, đáp lại nói. Đổi hoàn cảnh cũng không tệ, về phần xét gây, ngươi không cân nhắc gia nhập đội tiên phong sao. Trang bị của bọn họ nhiều khốc huyển, dù sao so với những công tác văn thư kia có lực hấp dẫn đi, chẳng lẽ ngươi muốn trả đời lưu lại chí đông dưới sự che chở của băng tuyết nữ vương đến đông quanh năm giá lạnh liệt hỏa tử trở thành nguyên tố không thể hoặc thiếu hàng ngày xét gây tưởng tượng cảnh tượng mình bị truy đuổi khắp nơi không khỏi lắc đầu nói tuy rằng uy vũ nhưng ra khỏi chí đông chính là một nhân vật phiền toái bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích đừng bi quan như vậy vì vinh quang của nữ vương ai dám khiêu khích ta sẽ để cho bọn họ trải nghiệm một chút nhiệt tình của chí đông. Igor ở một bên xen vào, vỗ vỗ vai sét gây, lạnh nhạt mở miệng nói. Ba tháng trước, bọn họ mang theo khát khao đi vào căn cứ huấn luyện tân binh, khát khao tương lai quan huy. Nhưng mà, ngày hôm sau, là Trần huấn luyện viên một tiết làm cho bọn hắn hoàn toàn điên đảo nhận thức. Mỗi ngày trước khi huấn luyện, bọn hắn bị ép nhảy lên quảng trường vũ, còn phải đi theo hát hắn tự mình thu ca khúc, cái kia âm lượng, quả thực là đinh tai nhức ốc. Ta lại nghe nói, hắn tự hồ dự định mang vài người đồng hành Igor thấp giọng tiết lộ, trong lời nói lộ ra một tia khẩn trương vi diệu. Những lời này giống như gió lạnh mùa đông, trong nháy mắt kích khởi gợn sóng trong lòng bọn họ, phản phất cất giấu điểm xấu nào đó. Đối mặt với tương lai có thể đi theo giáo quan lạc trần đến liên nguyệt, Âu Thiên không khỏi cảm thán, đây quả thực là khiêu chiến nghiêm trọng nhất thế gian. Igor, hãy thay đổi chủ đề nhẹ nhàng. Khu, chính trị viên lần này anh tới thăm thật sự là ngoại ý muốn Natalia vội vàng đứng dậy cố gắng che giấu sự bất an của mình chiếc ly trong tay lặng lẽ giấu sau lưng nghe được lạc trần đến Igor cùng Sét gây cũng vội vàng đứng dậy hoảng loạn đem chén rượu tiện tay đặt ở một bên thân ảnh uy nghiêm mặc áo choàng sẫm màu kia xuyên qua lễ rửa tội của gió tuyết từng bước tiến đến gần bọn họ huấn luyện viên buổi tối tốt lành Ba người đồng loạt chào hỏi. Rất tốt sao? Lạc Trần ngắn gọn đáp lại, mắt sáng như đuốc. Igor trái tim căng thẳng, sốt ruột giá trị tăng lên một, Natalia nhịp tim gia tốc, sốt ruột giá trị cũng tăng lên một và sự bận rộn của cảng chí đông không bị đình trệ do mâu thuẫn giữa hai nước, nghiệp vụ của ngân hàng Bắc Quốc tại Liên Nguyệt càng phát triển không ngừng, trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống kinh tế. Thất tin đối với hoạt động của đám ngu nhân tại Liên Nguyệt vẫn duy trì cảnh giác cao độ mà chuyến đi này của lạc trần cũng không phải là lấy thân phận chấp hành quan kiến tập mà là lấy thân phận chủ quản mới của ngân hàng bắc quốc liên nguyệt tham gia hành động phong thần chi tâm của đám ngu nhân ở muôn ra sắp kết thúc mục tiêu tiếp theo chính là nham thần chi tâm xét thấy nham vương đế quân cường đại bọn họ không thể không cẩn thận bố cục tận lực tránh xung đột chính diện lạc trần thì là bộ đội tiền trạm lẻn vào liên nguyệt hiệp trợ công tử cùng nữ sĩ cướp lấy nham thần chi tâm theo sự giác tiết lộ, đây là khảo nghiệm đối với năng lực của hắn, thành công thì có nghĩa là vị trí thứ 12 vững chắc. Nhưng mà, Lạc Trần nội tâm nghi hoặc, luôn cảm thấy bị Gia La hứa hẹn quá mức hùng vĩ. Giờ phút này, bến tàu khởi hành tín hiệu vang lên, Lạc Trần lại như bàn thạch đứng yên, hiển nhiên đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Ba người sau lưng quể oải không thôi, không rõ vì sao phải thừa nhận vận mệnh như vậy. Nhưng mà, đi theo lạc trần đi liên nguyệt cũng có chỗ tốt ẩn hàm quân hàm của bọn họ trực tiếp nhảy lên làm chấp hành quan trực thuộc không hề bị người khác vên mặt hất hàm sai khiến nếu lạc trần tấn thăng làm chấp hành quan chính thức địa vị của bọn họ cũng sẽ theo đó tăng lên có lẽ có cơ hội thân kiến nữ hoàng tôn dung thưa ngài thuyền trưởng hỏi khi nào thì khởi hành natalia phủi bông tuyết trên áo khoác cung kính tới gần lạc trần hỏi không cần vội có một lời hứa còn chưa thực hiện, bảo thuyền trưởng ở lại một lát. Lạc Trần phất tay ý bảo, ánh mắt hướng về phía hải bình tuyến xa xa. Vâng, vâng mệnh. Natalia gật đầu, cùng thuyền trưởng câu thông về sau, một lần nữa trở lại đồng bạn bên người. Natalia, người lớn đang đợi ai vậy? Thân nhân sao? Xét gây khó hiểu hỏi. Igor nhẹ giọng đáp lại. Đại nhân xuất thân từ nhà lò sưởi, hình như không nên có người nhà natalia thì dịu dàng giải thích đại nhân nói có chuyện chưa hoàn thành có thể là đang chờ đợi một người đặc biệt xét gây phỏng đoán chẳng lẽ trong lòng là trần đại nhân cất giấu một người đặc biệt chờ mong một khắc gặp lại không sai không sai là trần đại nhân tuy rằng tư duy độc đáo nhưng lực hấp dẫn bề ngoài là số một số hai trong đoàn huấn luyện viên là trần cô độc đứng sừng sững giữa hai lông mày lộ ra vài tia khẩn trương không dễ phát hiện. Ba người trẻ tuổi cho rằng lời thì thầm của họ không chạm đến thần kinh nhạy cảm của Lạc Trần. Trên thực tế, hắn giờ phút này đang tính toán như thế nào lấy rất khác biệt phương thức, cho những học viên trẻ tuổi này thường một đường sinh động khóa học, cũng bởi vì bọn họ trước mặt hắn tùy ý bình phẩm. Lại dám ở trước mặt hắn nghị luận thị phi, chẳng lẽ ký ức thời kỳ tân binh đều bị bọn họ quên lãng sao? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 4. Là trần lực lượng nguyên tố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngay tại ba người ham thích suy đoán lạc trần trong lòng đối tượng, là ôn nhu hay là cương nghị, dáng người có hay không uyển chuyển, hai chân có hay không thon dài lúc bỗng nhiên, cuối bến tàu, một nam tử to lớn râu quai nón rậm rạp chậm rãi đi tới. Sẽ gây trên mặt hiện lên một tia mất mát Ai, nguyên lai là Bellop huấn luyện viên, thật làm cho người ta thất vọng đâu Natalia suy đoán nói Có thể hay không là Trần các Hạ cùng Bellop có loại nào đó liên hệ huấn luyện viên ở giữa cất dấu loại nào đó Igor Phụ Họa Cũng không phải là không thể, là Trần Đại Nhân và Bellop huấn luyện viên thường thường kề vai sát cánh Thậm chí chia sẻ qua cùng một điếu thuốc, cái này mọi người đều biết đang lúc ba người tâm tình sục sôi thảo luận lạc trần cùng bối lạc phu mạnh yếu đối lập lúc, chỉ thấy bối lạc phu từ trong túi lấy ra một cái tinh tế tỉ mỉ hộp nhỏ, thản nhiên hút một hơi, trầm giọng nói. Thứ quan trọng ở trong này. Lạc trần tiếp nhận cái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong hộp yên tĩnh nằm một đôi với dài tơ tầm màu đen gấp gọn gàng, nếp nhăn rất nhỏ trên hoa văn tiết lộ dấu vết chúng nó từng bị mặc qua ân. Cái này đích xác phù hợp thưởng thức của đại nhân cuộc sống trước đây của lộ bị trong ngôi nhà lò sưởi cho phép anh ta biết tất cả về trang phục hàng ngày của alessino kiểu dáng và chất lượng của đôi vớ này có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên cảng liên nguyệt sự huy hoàng của quần ngọc các như mây bay lượn lờ chứa đựng sự tôn vinh của liên nguyệt thất tinh trung thiên quyền tinh cũng là sân khấu trung tâm hoạt động thương mại của liên nguyệt nghe đồn quần ngọc các ẩn sâu tài phú bí mật đưa tới vô số thương nhân dốc hết toàn lực chỉ vì có thể cùng thiên quyền tinh cộng luận cơ hội buôn bán nơi đây tượng trưng cho sự uy nghiêm của ngôi sao thiên quyền và là minh chứng cho sự thịnh vượng của liên nguyệt trên bình đài lục giác ngoài cửa. Cung, thiên quyền tinh ngưng quan nhìn chợ liên nguyệt náo nhiệt phía xa, một tay cầm bút, vẽ mặt thông dong ba vị trợ lý. Nghe tin, hiểu chuyện, biết người, an tĩnh đứng ở một bên, trong tay cầm báo cáo khẩn cấp mới nhất bách văn đi lên phía trước, thấp giọng bẩm báo. Ngưng quan đại nhân, chỉ đông bắc tân nhậm ngân hàng nghiệp đại biểu đã đến cảng theo tình báo thân phận của hắn tựa hồ không đơn giản có thể là vị kia nhân vật mấu chốt ngân hàng bắc quốc vẫn luôn cố gắng thúc đẩy tiền tệ của bọn họ thay thế ma lạp lần này nhân sự thay đổi có thể là chiến lược mới của bọn họ bắt đầu ngưng quan đại nhân ngài có cân nhắc phái người chú ý chặt chẽ hay không làm như vậy không khỏi có vẻ chúng ta không đủ khí thế ngưng quan nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt đề nghị này tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến chọn ngày mời hắn đến nhà nói chuyện đi tuân lệnh ngưng quan các hạ ba vị trợ lý phân biệt kết thúc công tác gần đây bẩm báo xoay người hồi cung xử lý hàng ngày chỉ để lại ngưng quan ở trên đài đá im lặng không nói ánh mắt ngưng quan bay về phía bến tàu kéo dài phương xa ánh mắt nhìn về phía cảng biển phương xa suy nghĩ bay về phía phương xa sẽ là hắn sao nhiều năm như vậy ý niệm báo thù của hắn có còn mãnh liệt hay không đột nhiên một trận tiếng giày cao gót thanh thúy vang vọng trên thềm đá, một vị nữ tử uyển chuyển mặc trang phục da sẫm màu bó sát người, khoác áo choàng trắng như tuyết chậm rãi đi tới. "Có phát hiện gì mới không?" Ngưng Quan nhẹ nhàng thổi tẩu thuốc, thanh âm lộ ra một tia trầm ổn. Theo tất cả tin tức tình báo đáng tin cậy, hắn chỉ là đại biểu của Tân Chỉ Huy Chí Đông, mang theo ba vị tùy viên, đã tiến vào tầng cao nhất của ngân hàng Bắc Quốc. Dạ Sắc nhẹ giọng nói, "Đương nhiên còn có chút nhân tố không xác định. Việc tuyển chọn quan thực tập gần đây của Chí Đông dường như có dấu hiệu bồi dưỡng thành viên nòng cốt mới. Trong giọng nói dạ lan mang theo một tia sáng suốt, tai mắt của đám ngu nhân trải rộng khắp sáu nước, liên nguyệt cũng không ngoại lệ, chúng ta cũng có mạng lưới tình báo của mình. Ngưng quan rơi vào suy nghĩ. Thành viên nồng cốt mới. Mỗi quan chấp hành của đám ngu nhân, nói riêng đều có thể gây nên sóng to gió lớn ở các quốc gia. Những năm gần đây, quân đội của đám ngu nhân khuếch trương như bão táp mưa sa, hiện giờ trên cánh đồng hoang của tiên ngõa đặc, bóng dáng của bọn họ không chỗ nào không có. Xuất phát từ sự bảo vệ đối với Liên Nguyệt, cùng với một số nguyên nhân trong quá khứ, Ngưng Quang luôn bảo trì cảnh giác đối với chuyện của đám ngu nhân. Điều thú vị là thành viên mới được chọn đó đã biến mất không lâu sau đó, không xuất hiện trước công chúng, thậm chí không tham dự lễ trao huân chương, và dấu vết của sự ra đi của anh ta dường như không còn nữa. Trong khoảnh khắc đó, anh ta biến mất như bốc hơi, trùng hợp là khi tàu buôn của vị chỉ huy đó lên đường. Ngưng quan dò hỏi. Là nam giới, ban đầu là huấn luyện viên tân binh ngu ngốc, liên nguyệt xuất thân, am hiểu kỹ thuật bắn súng, còn có. Dạ Lan dừng một lát, sau đó thấp giọng nói, nghe nói làm việc có chút đê tiện. Suy nghĩ của ngưng quan hơi hoang mang. Đê tiện. Ngưng quan khó hiểu lặp lại. Thám tử mô tả như vậy, anh ta dường như đã sử dụng một số thủ đoạn trong quá trình tuyển chọn và cách anh ta huấn luyện tân binh cũng có vẻ khinh thường và họ muốn đánh anh ta. Dạ Lan giải thích. Ngưng Quang mỉm cười. Tiếp tục chú ý hắn. Có gì bất thường lập tức báo cáo cho ta. Tuân lệnh. Dạ Lan hành lễ xong, thân hình như ảo ảnh biến mất trên thạch đài. Ngưng Quang nhìn thuyền ở hải cảng xa xôi, ánh mắt thâm thúy. Đây là lần đầu tiên nghe nói đặc điểm như vậy. Một ca khúc học mèo kêu hoàn chỉnh dài 3 phút 29 giây, trừ đi 18 giây mở đầu và kết thúc, phần biểu diễn thực tế cần 3 phút 20 giây. Lạc trần trong tay ma pháp tạp phiến hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đồng hồ, chỉ cần tinh thần lực của đối phương không bằng nàng, nàng liền có đầy đủ thời gian hoàn thành ít nhất hai lần ca hát. Dạ Lan, vị nhân vật thần bí của sở tổng vụ này, tinh thần lực cường đại vượt quá tưởng tượng, hiệu quả thẻ của Lạc Trần chỉ kéo dài 2 phút nhưng trong vòng 2 phút ngắn mũi này, Lạc Trần đã có thể lợi dụng ưu thế này làm ra rất nhiều động tác. Trong thư phòng tầng cao nhất của ngân hàng Bắc Quốc, Lạc Trần và Dạ Lan ngồi đối diện nhau. Làm nàng mới bắt được liên nguyệt tù phạm, Lạc Trần đối với chiến lợi phẩm này tràn ngập chờ mong, tính toán thi triển cực hình, ép hỏi nàng ý đồ đến đây. Dạ Lan thì quỳ xuống trước bàn, hai tay hai chân bị xiền xích ngón cái cố định, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Trần, trong ánh mắt cất dấu kiên nghị khó có thể nói rõ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị lạc trần như vậy dễ dàng tù binh, càng không nghĩ tới sẽ ở trước mặt hắn, một bên đánh mèo quyền, một bên hát ra cái kia làm cho nàng xấu hổ ca dao. Đoạn thời gian dài dằn dặc kia đối với dạ lan mà nói, không thể nghi ngờ là khoảnh khắc khó chịu đựng nhất trong cuộc đời nàng. Nói cho ta biết, thân phận chân thật của ngươi. Vì sao nhìn trộm bí mật của ta? Lạc Trần trong lòng hiểu rõ người trước mặt là ai, nhưng hắn cố ý duy trì mặt nạ, để phòng ngừa thân phận tiết lộ đối mặt lạc trần chất vấn, dạ lan trầm mặt không nói, bị trói buộc ngón tay rất nhỏ rung động, ý đồ thoát khỏi trói buộc lạc trần nhận thấy được động tác của nàng, cười lạnh ra tiếng. Đừng lãng phí khí lực, ngươi dãy dùa sẽ chỉ làm những gông xiền này càng thêm kiên cố. Nếu bạn tiếp tục, ngón tay mảnh khảnh của bạn có thể bị tổn thương do sự trở lại của máu. Về phần lực lượng nguyên tố, xiên xích này có thể ngăn cản năng lượng ngưng tụ, nói vậy ngươi đã phát hiện rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Năm quyết định liên nguyệt tương lai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắn đứng lên, đi dạo quanh dạ lan, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Đã như vậy, sao không thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi vì sao mà đến, dám thị ta. Có lẽ sau khi ngươi thẳng thắng, ta sẽ mở một mặt lưới. Trong ánh mắt kiên định của dạ lan lộ ra quyết tâm, để cho nội tâm lạc trần dân lên một loại khoái cảm kỳ dị đây là ma thuật của nhân vật phản diện sao. Hắn thầm nghĩ, cảm giác thật là vui sướng anh vẫn không muốn mở miệng sao. Tốt lắm, có gan. Vậy tôi không khách khí. Chờ đợi một lát, thấy dạ lan vẫn trầm mặt như cũ, lạc trần gật gật đầu, hướng ngoài cửa hô. Ngoài cửa ba người, nếu lại nghe lén, cẩn thận kết cục của các ngươi. Theo cảnh báo của hắn, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ly, đừng đi, vào đây một chút. Lạc trần lần nữa kêu to trong đó một cái bước chân dừng lại, sau đó lạc trần cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, màu vàng mái tóc cùng dạ lan giống nhau cao ngất Natalia mang theo một tia xấu hổ nụ cười xuất hiện lạc đại nhân, ngài tiền ta. Vào đi, có một số việc cần ngươi xử lý natalia do dự một chút ánh mắt đảo qua quỳ xuống dạ lan trong lòng thầm nghĩ liên nguyệt nhân dáng người thật sự là uyển chuyển có thể nói hoàn mỹ lạc đại nhân ngài một mình ngài là đủ rồi tôi vào đây không thích hợp lắm lạc trần nhướng mày ân ừ. vào đi natalia bất đắc dĩ đi vào trong lòng hối hận chính mình vừa rồi không nên theo đuôi hai người kia đi nghe lén hiện tại lại bị gạt sang một bên dạ lan liếc mắt thoáng nhìn hai người trong ánh mắt lộ ra quyết tâm lạc tiên sinh ngài cần trợ giúp gì natalia nhẹ nhàng đóng cửa phòng lần nữa nhìn về phía thần sắc lạnh lùng dạ lan nghi hoặc phải chăng có cái gì đặc thù an bài chẳng lẽ lạc đại nhân thích loại trò chơi ba người này tim cô không khỏi đập nhanh đứng đằng sau cô ấy Lạc Trần ra lệnh Natalia ngoan ngoãn đi về phía sau Dạ Lan, đôi giày của cô đã được cởi ra do đối xử đặc biệt trước đó của lộ bị. Một lần cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi vì sao dám thị ta? Thanh âm Lạc Trần bình tĩnh mà lạnh như băng, phản phất là một đạo mệnh lệnh không cách nào cãi lại. Ngay cả Natalia cũng cảm thấy ấn lạnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình khắc nghiệt như vậy của Lạc Trần. Nhưng mà, Dạ Lan chỉ hừ lạnh một tiếng, bảo trì trầm mặt rất tốt natalie em nhớ kỹ vâng lạc đại nhân bắt đầu cù bàn chân của nàng cái cái gì natalia kinh ngạc không thể tin vào tai mình khi lạc trận bước vào phòng lúc bên trong đã không có một bóng người dạ lan thân ảnh giống như sương khói tiêu tán lạc đại nhân cô gái kia đã không thấy tung tích giọng nói của natalie mang theo một tia kinh ngạc ta cũng không phải người mù, không cần ngạc nhiên. Lạc Trần nhàn nhạt đáp lại, trong mắt lại không có nửa phần mất mát. Xét gây, lời nói của ngươi thuật cần cải tiến, chúng ta là chí đông vinh dự quân nhân, mà không phải hương giả cường đạo. Đi đi, cho ta 500 cái hít đất làm bài học. Trên mặt xét gây xẹt qua một tia bất đắc dĩ, trong lòng yên lặng ghi nhớ bài học này, trải nghiệm tồi tệ giá trị 10 điểm. Sau đó Lạc Trần quay sang Igor. Người của viện đã đến chưa? Igor lập tức trả lời. Bọn họ đã ở phòng chờ dưới lầu, chờ chỉ thị của ngài. Để cho bọn họ đi lên đi. Lạc Trần phân phó, sau đó đi vào nội thất, trầm tư một lát sau lại bổ sung. Nếu như các ngươi còn dám ở ngoài cửa ta nghe lén, tiếp theo liền đi ngọc kinh đài trên sân khấu triển lãm các ngươi tài nghệ, hiểu chưa? Ba người đồng thanh đồng ý, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bài học lần này kiểm tra hành lý xong là trần phát hiện cũng không có người tùy ý lật qua lật lại hiển nhiên lúc dạ lan rời đi cũng không dừng lại nhiều nhớ lại ánh mắt kiên nghị của dạ lan hắn biết cho dù natalia có truy vấn như thế nào cũng không thể từ trong miệng nàng lấy được nhiều tin tức hơn hắn quyết định cho nàng một con đường ra dù sao mục đích của nàng hắn đại khái đoán được tiếp tục sẽ chỉ tăng thêm phiền toái vô vị ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vào đi thanh âm lạc trần bình tĩnh mà hữu lực. Theo sự cho phép của hắn, vài vị ngu nhân chúng học giả đi vào, cầm đầu áo duy la cung kính hành lễ. Lạc trần đại nhân, ta là liên nguyệt nghiên cứu viện nghiên cứu viên, áo duy la. Hành động của chúng ta đã nhận được chí đông tổng bộ chỉ thị, tại công tử đại nhân đến trước, chúng ta nguyện tuân theo ngài chỉ đạo. Xuất tu của đám ngu nhân trải rộng khắp bảy nước, mỗi một bước đều vì nắm giữ tin tức có lợi cho mình vô luận là di vật chiến tranh của ma thần hay là bí mật của Canria, đều là đối tượng nghiên cứu của bọn họ. Mà viện nghiên cứu chính là vì thế mà thành lập, thăm dò những bí mật ẩn sâu kia. Ân, áo duy la, đồ vật mang đến chưa? Lạc Trần hỏi, trong giọng nói mang theo chờ mong. Áo duy la ý bảo nhân viên đi theo, một cái rương nhỏ tinh xảo bị mở ra, bên trong là một quyển bản sao mới tinh. Bách vô cấm kỷ lục, lực lượng cơ hồ sàng như nhau, chỉ là hiệu quả đối với lực lượng thần bí kia còn chưa được nghiệm chứng các ngươi lại có thể tiếp xúc với lực lượng thần linh nói đi lại đào móc bao nhiêu bí cảnh cổ xưa của liên nguyệt lạc trần mỉm cười hỏi trong lời nói toát ra một tia tò mò cùng cảnh cáo hiểu rồi lạc đại nhân ta rõ ràng phương châm hành động kế tiếp áo duy la thật sâu cúi đầu trong giọng nói lộ ra kiên định tốt lắm nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành ta sẽ đích thân đi nghiệm chứng thành quả của bọn họ tuân mệnh, chúng ta lui ra. Đợi các nghiên cứu viên sở nghiên cứu rời đi, Lạc Trần thông thả bước tới trên ban công, tâm tư của hắn cũng không phải là sợ hãi dạ lan nghịch tập, mà là đang suy nghĩ như thế nào ứng đối có thể biến số. Buổi tối yên tĩnh ánh trăng chiếu xuống, ngưng quan tựa vào bàn học, trong tay nắm kế hoạch phát triển gần đây của Liên Nguyệt, ánh mắt chuyên chú mà hơi có vẻ mệt mỏi. Sau đó không lâu, nghi thức cầu nguyện thất tinh sắp đến, nàng cần bố cục trước bảo đảm vạn vô nhất thất đây là mỗi năm một lần quân chủ giáng lâm trong nháy mắt máu chốt quyết định hướng đi tương lai của liên nguyệt bất kỳ sơ sẩy nào cũng có thể dẫn đến sóng to gió lớn năm nay đến phiên nàng chủ trì cầu nguyện tiếp nhận chức trách của ngọc hành tinh tình không thể để mất nhưng mà đám ngu nhân chí đông vào lúc này rục rịch mục tiêu có lẽ chính là trận trọng đại này điều này làm cho ngưng quan trong lòng không khỏi nảy sinh một tia sầu lo địch nhân trong bóng tối nàng lại sáng tỏ một khi nghi thức xảy ra không chỉ dư luận bên trong liên nguyệt xôn sao, ngay cả ánh mắt tiên giới cũng sẽ ném tới nghi ngờ nhanh như vậy đã trở về ngưng quan khép lại kế hoạch ánh mắt lướt qua bàn học bóng dáng dạ lan chậm rãi xuất hiện sau bình phong phía sau sơn hà đồ trong mắt nàng toát ra một tia biến hóa vi diệu xem ra người này cũng không phải hạng người dễ theo ngưng quan quan sát vẻ mặt dạ lan đoán nàng nhất định gặp phải thất bại ở chỗ người kia Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 6. Một ánh mắt liền có thể dẫn phát sự cố. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khóe mắt dạ lan hơi nước mắt, hai má ửng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, giống như gặp phải bất trắc nào đó. Hắn có một loại năng lực kỳ lạ, có thể khống chế thân thể người khác thanh âm của nàng bình tĩnh nhưng không che giấu được nội tâm chấn động hắn bắt được ngươi lại cố ý phóng thích ý đồ trong đó ý vị sâu xa ngưng quan quan sát dạ lan suy nghĩ động cơ có thể xảy ra hắn vẫn chưa hỏi sâu chỉ là dạ lan nói tới đây cố ý dừng lại không tiếp tục thông tin tình báo của chí đông cho thấy đặc điểm của anh ta phù hợp với vị giám đốc thực tập mới và anh ta có thể là vị khách ẩn danh ngưng quan phân tích trong mắt lóe ra quyết đoán hắn lựa chọn bí mật đến liên nguyệt là muốn tránh quy trình chính thức sao ngưng quan trầm ngâm nghi thức cầu nguyện trong tay bày ra càng quan trọng như vậy ta cũng nên nhanh chóng sắp xếp một lần gặp mặt với hắn ngưng quan quyết tâm kiên định nàng không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư nghi thức cầu nguyện lần này nếu hắn đã phát hiện tạm thời bỏ theo dõi hắn xuống đi điều tra phần tư liệu này ngưng quang rút ra một bản báo cáo đánh dấu chi bộ nghiên cứu văn hóa đông liên nguyệt dạ lan tiếp nhận báo cáo cẩn thận đọc trên đó ghi lại chính là tin tức chi tiết về cơ cấu này nghe nói bọn họ đang nghiên cứu bùa không cấm kỵ điều này có thể gây bất lợi cho chúng ta nếu có thể tốt nhất là tiêu hủy nó ngưng quang nghiêm túc phân phó ta hiểu rồi sẽ lập tức xử lý dạ lan thu hồi báo cáo thân ảnh như ảo ảnh biến mất sau bình phong ngưng quan lần nữa nhìn về phía kế hoạch nghi thức cầu nguyện hướng về phía ngoài cửa hô trí nang đoàn chúng ta cần tình báo hỗ trợ toàn diện hơn ngưng quan các hạ có gì phân phó không natalie dò hỏi người đi chuẩn bị một chút ngày mai an bài tân nhậm phương bắc thương nghiệp ngân hàng đại biểu đến quần ngọc các tụ tập nói là vì nghiên cứu thảo luận tương lai hợp tác công việc ngưng quan chỉ thị nói tuân lệnh điện hạ ban đêm Lạc Trần ở trong phòng ngủ lặng lặng chờ đợi, cho rằng khi màn đêm buông xuống, Dạ Lan có thể sẽ tìm cơ hội báo thù. Nhưng mà, thẳng đến đêm khuya, Dạ Lan vẫn chưa xuất hiện, hắn mới an tâm đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Lạc Đại Nhân, dưới lầu có một vị khách muốn gặp ngài, giọng nói của Natalia xuyên qua khe cửa truyền đến. Khách Lạc Trần khó hiểu đáp lại nghe nói là người đến từ thượng tầng phủ đệ muốn gặp ngài một lần, Natalia bổ sung. Xuống lầu đi tới đại sảnh ngân hàng thương mại Bắc Quốc, Bách Thức đã sớm ở nơi đó chờ đợi. Lúc này đã là gần giữa trưa, nhưng Bách Thức còn chưa dẫn người tới. Ngưng Quang trong lòng không khỏi có chút sầu lo. Trên quần ngọc cát, ánh mặt trời chiếu đầy, gió nhẹ phất qua, quần áo Ngưng Quang theo gió nhảy múa, lộ ra một mảnh lĩnh vực thần bí kia bọn thủ vệ mặc dù biết đây chỉ là cuộc gặp bình thường nhưng vẫn bảo trì đề phòng cao độ ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào từng tân khách tiến vào ngưng quang đứng trên bát phương thạch đại bách thức theo sát phía sau nhìn ra xa ngọc kinh đài mặc dù xuất phát sớm nhưng giờ phút này giờ cơm trưa đã qua ngưng quang bắt đầu lo lắng có xảy ra chuyện ngoại ý muốn hay không đang lúc nàng cân nhắc có cần phái người đi xác nhận hay không phía dưới ngọc kinh đài một khối đá nổi màu xanh biếc chậm rãi dâng lên phía trên đứng thẳng ba người một người trong đó là bách thức một người đàn ông khác tóc đen thương phục chính là người phụ trách khiến dạ lan gặp khó khăn không lâu sau tảng đá nổi vững vàng đứng ở bên cạnh bác phương thạch đại hai người lạc trần nhẹ nhàng nhảy lên vừa bước lên quần ngọc cát lạc trần tựa như một bông hoa giao tiếp nhiệt tình giàu dạc vẻ mặt tươi cười nghênh đón ngưng quan ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngưng quan các hạ nghe nói ngài tuổi trẻ tài cao là báu vật của liên nguyệt hôm nay gặp lại quả nhiên danh bất hư truyền hắn vừa đi vừa nói natalia đúng lúc đưa lên hộp địa chứa tác phẩm nguyên gốc của lạc trần lạc trần hai tay cầm cái hộp khiêm tốn hữu lễ đưa cho ngưng quan đây chỉ là một cái tâm ý nho nhỏ hy vọng có thể được ngài lượng thứ vị này là người quản lý đương nhiệm của ngân hàng thương mại bắc quốc lạc trần bách thức ở một bên thấp giọng giới thiệu ngưng quan nhìn chăm chú lạc trần trước mắt trong lòng âm thầm cân nhắc. Từ khi nàng thương lượng với đám ngu nhân tới nay, đa số đám ngu nhân đều có vẻ ngạo mạn tự đại, thậm chí một ánh mắt cũng có thể dẫn tới sự cố. Nàng không khỏi nghĩ đến, cái này Lạc Trần sẽ mang đến như thế nào kinh hỷ, hoặc là khiêu chiến. Lạc Trần trước mắt, mặc dù cử chỉ toát ra sự không khéo của thương nhân liên nguyệt, nhưng cũng không lạnh lùng tuấn tú như sứ giả chí đông trong truyền thuyết. Nhưng mà, thân phận của hắn khiến ngưng quan không thể không bảo trì cảnh giác, cho dù hắn biểu hiện ra bình thường, ngược lại làm sâu sắc ngưng quan trong lòng đề phòng. Ngưng quan mỉm cười ra hiệu cho bách hiểu, giống như đang trao đổi với bạn cũ, lạc trần tiên sinh nắm giữ địa vị cao ở ngân hàng Bắc Quốc, đương nhiên là tinh anh trong giới kinh doanh, không cần quá khiêm tốn. Lạc trần khoát tay, khiêm tốn cười nói. Ta chỉ là cái bình thường thương nhân, làm sao so được liên nguyệt thất tinh nhân vật đầu lĩnh ngưng quan đại nhân trong lời nói của hắn lộ ra một loại tự tin đặc biệt ngưng quan cười yếu ớt ngữ khí ôn hòa đã như vậy vậy thì không cần nhiều lời bách văn dẫn bọn họ vào chỗ ngồi đi khi bách văn lễ phép dẫn dắt hai người tiến vào nội viện ngưng quan thu hồi nụ cười nghề nghiệp chuyển hướng bách thức hỏi trên đường có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không cũng không có gì thường ngưng quan đại nhân chỉ là bách thức muốn nói lại thôi biểu tình phức tạp ngưng quan thúc giục nói thẳng không sao buổi chiều yến hội kết thúc ngưng quan sai người đưa lạc trần hai người trở về một mình ở lại bên cạnh bàn nhớ lại lời nói và việc làm của lạc trần nàng tò mò hỏi lạc trần tiên sinh ngày thường có sở thích gì nghe nói người chí đông thích uống rượu không biết có thật hay không lạc trần trả lời ngoài dự đoán của mọi người đích xác ta thích các loại màu sắc rượu từ đỏ đến trắng lại đến vàng thậm chí còn có chút đặc biệt phối hợp cô lại thử thăm dò lần này tới liên nguyệt có chỗ nào cảm thấy khó chịu không lạc trần cười nói hoàn toàn không có nơi này tựa như cố hương thứ hai của ta khí tức vu hồ đập vào mặt về đề tài đầu tư lạc trần thì có vẻ đã tính trước đầu tư là đại sự ta từ trước đến nay ưu ái những cơ hội lóe sáng quang mang màu xanh lá cây càng xanh ta càng có hứng thú. Ngưng quan trong lòng âm thầm cân nhắc, lời nói của Lạc Trần tự hồ có thâm ý khác, không khỏi hoài nghi hắn có ẩn giấu cái gì hay không. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Lạc Trần tặng đĩa nhạc, nói là tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Bách hiểu, lấy máy quay đĩa ra đây, tôi muốn nghe thưởng thức âm nhạc của anh ấy. Nghe được mệnh lệnh, Bách hiểu nghi hoặc hỏi thăm, sau đó tuân mệnh từ phòng trân quý lấy ra máy quay đĩa, sau khi nhẹ nhàng chà lau, phát đĩa nhạc lạc trần tặng. Trong nháy mắt, tiếng ca thô kệch tràn ngập cả quần ngọc cát. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 7. Đồng bạn, thời cơ đã đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khi rộng lớn thiên địa là ta trong lòng nhiệt tình yêu thương, liên miên dãy núi dưới chân hoa nở rực rỡ dạng gì giai điệu có thể lay động nhất ngưng quan nghe xong nhíu mày bách hiểu ở một bên oán giận nói cái này cũng có thể gọi là tỉ mỉ ngưng quan đại nhân hắn rõ ràng là đang trêu đùa ngài những người ngu ngốc này thật sự là một dạng tạm thời lưu lại ta muốn nghe xem hắn rốt cuộc có thâm ý gì muốn thổ lộ ngưng quan nhíu mày nhẫn đại tiếng hát thô kệch lại mang theo một tia không kiềm chế được của lạc trần quanh quẩn trong phòng một khúc kết thúc kim hát của máy quay để tự động lui về vị trí cũ màn biểu diễn của lạc trần hạ màn rất sáng tạo ngưng quang mở mắt ra trong ánh mắt đang xen một tiên nghiêm túc cùng một chút bất mãn nàng vốn tưởng rằng lạc trần sẽ mượn chuyện này truyền lại chút tin tức trọng yếu dù sao phong cách hành sự của đám ngu nhân từ trước đến nay nghiêm cẩn sao lại chọn một người như vậy làm giám đốc điều hành ánh mắt chí đông nữ hoàng tựa hồ có chút lệch khỏi thông thường Ngưng Quang không khỏi cảm thấy một tia cười nhạo đối với sự chờ mong quá cao lúc trước của mình. Giờ phút này, Lạc Trần vừa mới đi xuống thềm đá xanh biếc, đột nhiên nhận thấy được giao diện hệ thống lóe ra gợi ý mới. Bách hiểu tiên sinh phiền não giá trị. 11.111, ngưng Quang tiểu thư phiền não giá trị. 11.111, đại nhân, vì sao ngài đột nhiên nở nụ cười? Natalia khó hiểu hỏi, lạc trần khóe miệng dương lên độ công lộ ra có chút đột ngột. Chỉ là nhớ ra một chuyện vui. Lạc trần hời hợt trả lời, trong nụ cười cất giấu bí mật càng sâu. Ánh chiều tà chiếu xuống nam cảng liên nguyệt, một chiếc chiến hạm đầu rồng ba cột buồn hùng vĩ lẳng lặng neo đậu, hai người nỏ pháo cao lớn đứng sừng sững trên thân chiến hạm biểu lộ thân phận không giống người thường. Đầu thuyền, nữ tử cao gầy tóc đen mắt đỏ cầm đao mà đứng, mắt trái che lấp, lộ ra mị lực đặc biệt màn đêm buông xuống, tinh thần điểm suyết mặt biển, tử triệu tinh hào giống như tìm hành cự long hướng cô vân các phương hướng xuất phát. Cô vân các là nơi phong ấn của ma thần ô thơ, thuyền bình thường tránh không kịp, nhưng hạm đội nam thập tự dưới trướng bắt đầu lại không sợ hãi, thậm chí có can đảm khiêu chiến quyền uy của ma thần, tổ chức thi đấu võ đấu. Là người ngoài hành tinh, hành động của lạc trần bị hạn chế nghiêm ngặt, chỉ có thể hoạt động ở bông trước. Bắt đầu bận rộn ở bông sau, dường như không có ý để ý đến cậu. Tình cảnh này một lần nữa chứng minh, chỉ có mị lực của lữ khách mới có thể dễ dàng vượt qua giới hạn. Là trần nhàn rỗi vô sự, gió nổi lên khi, các thủy thủ điều chỉnh dây buồn, đầu rồng trông rất sống động, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một gã thiếu niên mặc trang phục lãng khách đỏ thẫm, thần chi nhãn treo ở bên hông, một viên xanh thẳm, một viên ảm đạm, hắn trầm tĩnh nhìn ra phương xa, dùng lá xanh thổi giai điệu du dương. Cố hương nơi hoa anh đào nở rộ, mapioha.kun. Lạc Trần nhẹ nhàng nhảy lên đầu rồng, cùng Phong Nguyên Vạn Diệp sóng vai ngồi xuống, hắn hiểu được, hành trình dài đằng đẵng cần nói chuyện với nhau làm bạn. Các hạ đối với ta có hiểu biết? Phong Nguyên Vạn Diệp buông lá xanh xuống, nghi hoặc nhìn về phía người xa lạ đột nhiên thân cận này. Đúng vậy, chuyện xưa của người lang thang, ta có nghe thấy. Lạc Trần từ trong ngực lấy ra một bầu rượu nhỏ trân quý trong cuộc sống của chí đông nhân, rượu là đồng bọn không thể hoặc thiếu, ngay cả người tha hương như hắn cũng không ngoại lệ. Nào, cùng thưởng thức một ly nhé. Đa tạ. Phong nguyên vạn dịp lễ phép tiếp nhận lời mời, bọn họ giao lưu, sẽ lặng lẽ triển khai trên đường đi. Vạn dịp tiếp nhận bầu rượu lạc trần đưa tới, ánh mắt hai người giao nhau, hắn nếm nhẹ một ngụm, mùi rượu quanh quẩn trong miệng hắn. Lãnh địa nam thập tự, lạc trần ngươi làm cạn ở đây cũng hiếm thấy hắn hứng thú nhìn kỹ bầu rượu trong tay hoa văn bên trên phản phất kể lại chuyện xưa xa xôi là người thăm dò hạm đội nam thập tự hắn đối với rượu ngon thế giới rõ như lòng bàn tay tới nước lửa mùa đông không thể nghi ngờ là một tia dị sắc trong đó cô là cư dân của liên nguyệt sao hắn tùy ý hỏi trong ánh mắt toát ra một tia tìm kiếm ta là lạc trần của khinh sách trang không thường đặt chân đến cảng liên nguyệt Lạc Trần trả lời mang theo vài phần tùy ý, lại mang chút thần bí, ngươi làm sao nhìn thấu thân phận của ta. Lạc Trần trầm mặt chốc lát, móc ra một bộ kính râm đeo lên, đẩy đẩy sống mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi cũng không phải hạng người dễ dàng. Sau đó, hắn dùng giọng điệu của một người bói toán đề nghị. Có nên để ta bói quẻ cho ngươi ngay bây giờ hay không, xem bánh xe vận mệnh của ngươi chỉ hướng về đâu? trong lòng vạn dịp dâng lên cảm xúc phức tạp, suy đoán trong lời nói của Lạc Trần có ẩn dấu hàm nghĩa sâu sắc hơn hay không. Hãy nhìn vào tương lai của tôi. Hắn nhìn cô Vân cắt ở phương xa, tự hồ đang tìm nơi quy túc của mình, tự như lá rụng phiêu linh này, không biết sẽ rơi ở nơi nào. Tất nghe theo. Lạc Trần lấy ra một quả quy giáp động tệ, nhẹ nhàng lay động, trong miệng mặt niệm thần bí chú ngữ, việc lớn việc, vô địch tồn tại. Hắn dừng lại một chút, sau đó công bố để ta tới tiết lộ vận mệnh của ngươi trên bãi biển cô vân cát người khâu khâu đang vây quanh đống lửa hưởng thụ bữa tối đột nhiên một đạo trường thương sắc bén cắt qua bóng đêm trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh những người khâu khâu còn lại hoảng sợ đối mặt với công kích bất thình lình bọn họ không có lực đánh trả vài phút sau tiểu đội người khâu khâu hoàn toàn bại trận là trần cẩn thận lau sạch bụi bặm trên trường thương quyết định để nó thời khắc chuẩn bị chiến đấu vạn nhất. Đảo Nham Thương Bang đêm tuy rằng ảm đạm, nhưng hắn bằng vào địa hình đặc biệt, vẫn có thể chuẩn xác đi tới. Sau khi liên tiếp đánh bại người đa ba khâu khâu, Lạc Trần đi tới khu vực trung tâm Cô Vân Cát. Nơi này hẳn là địa điểm mục tiêu, sao không thấy bóng người. Hắn vừa cầm súng, vừa đối chiếu bản đồ nơi đóng quân của đám ngu nhân. Đột nhiên, một con đom đóm màu tím đáp xuống bản đồ, lấp lánh với ánh chớp và tạo ra những âm thanh nhỏ của dòng điện ngay khi hắn nghi hoặc đom đóm gian cánh một luồng sấm sét đánh vào hắn sau lưng truyền đến một giọng nói quyến rũ đồ nhìn trộm cuối cùng ngươi cũng bị ta bắt được lạc trần nhanh nhẹn tránh đi công kích xoay người nhìn lại chỉ thấy một vị thiếu nữ dưới mũ trùng màu tím cầm trong tay vụ hư thảo đăng bên người vây quanh mấy con lôi nguyên tố phi huỳnh nàng mỉm cười nhìn hắn trong mắt lóe ra quang mang khiêu chiến xem ra ký hiệu cũng không có sai lầm quá lớn bất quá lần sau đừng trực tiếp khiêu khích quyền uy của ta như vậy. lạc trần thu hồi bản đồ địa hình trong tay, đang muốn giới thiệu mình với Pháp Sư Lôi Huỳnh, lại phát hiện đối phương đã không cho hắn mở miệng. Lôi Huỳnh Pháp Sư trong tay vụ huyển thảo đăng rạng rỡ sinh huy, nàng vung tay hô to. Các đồng bạn, thời cơ đã đến, để cho chúng ta hôm nay một trận chiến thành danh. Những Pháp Sư Lôi Huỳnh kia phản phất được trót vào sức sống, lôi quan xung quanh càng thêm mãnh liệt, vây quanh bốn phía lạc trần phóng thích tia lửa điện năng. Ta là cấp trên của ngươi. Ngươi đang làm gì? Lạc là Trần một bên tránh né điện quang, một bên kêu to. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 8. Đi ra ngoài bên ngoài thân phận cũng là chính mình cho. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lôi Huỳnh pháp sư dù sao vẫn là một thiếu nữ, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng nàng vẫn chưa lập tức động thủ, chỉ là dùng ánh mắt ám chỉ, khiến cho Lạc Trần trong lòng hiểu được, nếu như cứng đối cứng, chỉ sợ nàng sẽ lấy một loại không quá nhã quan phương thức ngã xuống đất. Cấp trên. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khinh miệt, được rồi, cấp trên của tôi, để anh chơi với tôi một hồi. Lạc Trần bị truy đuổi trên bờ cát, đột nhiên ý thức được thân phận của mình hắn là cư dân của liên nguyệt trong tay cầm trường thương thiên nham điều này đối với bất luận kẻ nào xem ra cũng khó có thể tưởng tượng hắn là quan chấp hành kiến tập của chí đông cậu nhanh chóng tìm túi móc ra một cái huy chương dùng sức ném ra ngoài đánh thẳng pháp sư lôi huỳnh ai nhà đau theo huy chương rơi xuống đất pháp sư lôi huỳnh che mặt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ngươi dám di đây là di hai tiếng di một tiếng là hoang mang một tiếng là kinh ngạc khó có thể tin ở cô vân các trung tâm huyệt động bên trong là trần ngồi ở ngu nhân chúng tiêu chuẩn doanh trướng trước trên đống lửa canh thịt bốc lên nhiệt khí hiển nhiên là mới ra lò không lâu nhưng người nấu nướng còn chưa có thời gian thưởng thức pháp sư lôi huỳnh vừa rồi còn khí thế hung hăng hiện tại có vẻ có chút nhát gan nàng khẩn trương đứng thẳng hai tay nắm chặt ở sau lưng một bộ dáng không biết làm sao tên của ngươi là Lạc Trần bình tĩnh hỏi. T. Teresa, tiểu đội tiền trạm số 47 Liên Nguyệt, lãnh đạo trực ban cô Vân Cát. Giọng nói của Teresa nhẹ nhàng vang lên, trong lòng tràn ngập bất ngờ, vốn chỉ muốn đi săn, lại bất ngờ gặp được cấp trên trực tiếp của mình. Nhìn huy chương đám ngu nhân bên cạnh Lạc Trần lóe ra trong ánh lửa, tâm tình Teresa phức tạp. Mỗi thành viên ngu nhân đều có huy chương thân phận riêng, huy chương tân binh ảm đạm, quý quan thì rõ ràng mà màu vàng sậm kia nàng tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng ấn tượng sâu sắc lạc trần mang theo teresa rời khỏi bữa tối đi tới bãi biển trung tâm cô vân cát nham thương hình thành hòn đảo vây quanh khu vực biển sâu nước biển ở ban đêm nổi bật có vẻ thâm thúy khó lường bọn họ đứng ở bờ biển tiếng gầm thấp của hải thú quanh quẩn ở xa xa lạc trần nhẹ nhàng điều khiển lấy ra một thiết bị dây cáp từ không gian hệ thống khéo léo lắp đặt trên mặt đất chuẩn bị đón nhận thử thách mới. Lát nữa tôi lặn xuống, nếu anh thấy đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, ấn công tắc này, hiểu chưa? Lạc Trần chỉ vào nút trên thiết bị giải thích chi tiết cho Teresa. Nhiệm vụ này vốn nên do Sergei và Igor tiếp nhận, nhưng sự tồn tại của bọn họ quá mức chú ý, bởi vậy Lạc Trần quyết định ủy thác nó cho Teresa, tự mình hành động một mình càng thỏa đáng. Bệ hạ, ngài xuống đi. Teresa chăm chú nhìn đáy biển sâu thẳm, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương nhưng nàng vẫn kiên định đáp lại lạc trần vâng tôi sẽ xuống đó và xem xét tình hình lạc trần một bên chuẩn bị một bên đem dây an toàn cố định ở trên người mình sau đó lấy ra máy thở dưới nước cẩn thận đeo ở trên mặt anh cảm thấy nhẹ nhõm vì lòng trung thành của teresa và sự kiên quyết của cô làm anh hài lòng teresa tôi ở đây cô cứ yên tâm lạc trần vỗ vỗ vai của nàng sau đó không chút do dự nhảy vào trong biển những kẻ ngu ngốc chưa bao giờ khám phá vùng áp chế dưới đáy biển của ô theo và ngay cả lô bút cũng không biết gì về điều này dưới đáy biển áp lực mạnh mẽ và môi trường dưới nước là những trở ngại gần như không thể vượt qua đối với một người lính bình thường nhưng mà vì nghiệm chứng phục khắc bách vô cấm kỷ lục có thể hay không suy yếu nham vương đế quân phong ấn hắn phải tự mình mạo hiểm là quan chấp hành thực tập ngoại phái của liên nguyệt trọng trách như vậy tự nhiên rơi vào trên vai hắn mặc dù chỉ là một tấm phù lục nhưng hiệu quả khó có thể đoán trước với lực lượng trước mắt của hắn còn chưa đủ để đối kháng ma thần nếu ô theo có thể di chuyển bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến cuộc sống của anh ta biến mất dưới biển sâu cho nên sợi dây an toàn này rất quan trọng có thể là đường thoát duy nhất của hắn theo độ sâu gia tăng xung quanh lạc trần trở nên càng ngày càng tối tăm nhưng hắn bằng vào cường hóa thị lực sau đó, miễn cưỡng có thể phân biệt phương hướng. Nước biển lạnh và áp suất cao bắt đầu kiểm tra khả năng chịu đựng của anh, và trong khi anh đang do dự liệu có nên rời đi hay không, một kết giới màu vàng mờ nhạt lặng lẽ xuất hiện dưới mặt nước. Không chút do dự, là trần hướng về pháp trận bơi đi. Vừa chạm vào, một cổ lực hấp dẫn lập tức đem hắn hút vào trong pháp trận. Hào quang trong nháy mắt bao phủ, tiếp theo chậm rãi rút đi. Ừm. Khi Lạc Trần mở mắt lần nữa, phát hiện mình đang đứng trên một cái bình đài hình tròn, nước biển cùng áp lực lúc trước đều không còn tồn tại, dây an toàn cũng đã đứt. Sau lưng, chính là pháp trận màu vàng vừa rồi mang hắn đến đây. Tháo máy thở ra, anh kinh ngạc phát hiện nơi này lại có thể thở bình thường. Nhìn xung quanh, đáy của y quan dày đặt những chữ rung màu vàng bí ẩn, và bên dưới y quan, con quái vật khổng lồ ẩn sâu trong bóng tối hơi nhúc nhích xem ra chung gia đã thiết lập biện pháp phòng hộ đặc biệt cho người liên nguyệt để kiểm tra độ hoàn chỉnh của phong ấn đúng không nghĩ tới đây lạc trần đối với trước mắt hết thảy có càng rõ ràng lý giải sau nhiều giờ khám phá cẩn thận cuộc phiêu lưu của lộ bị chỉ mới bắt đầu giờ phút này mỗi cái đầu của áo tắc nhĩ đều bị tác phẩm nghệ thuật độc đáo của lạc trần chiếm cứ giống như đang không tiếng động kể ra khốn cảnh của hắn trong lúc sáng tác Lạc Trần không quên dùng phương thức độc đáo của mình ảnh hưởng đến ô sơ, mỗi một câu nói của hắn đều giống như một cơn bão tâm linh, thổi quét tâm linh ô sơ. Ô theo, vận mệnh của ngươi khi nào mới có thể chuyển biến? Ô theo, ngươi là thách thức vĩnh cửu của ta. Đừng chỉ là bị động phòng ngự, đến đây, để chúng ta đọ sức, cái mà ngươi gọi là ý chí tự do đó. Mỗi khi Lạc Trần lời nói vang lên, hệ thống trên giao diện liền lóe ra từng cái cảnh báo, ô theo tiêu cực cảm xúc giá trị 10. Sau nhiều giờ tương tác, tài hùng biện của lộ bị dường như được mài dỗ sắc bén hơn, và mặc dù mệt mỏi, anh vẫn kiên trì, cố gắng chạm vào ô sơ bằng sức mạnh của lời nói. Tiểu áo, chương trình học hôm nay đến đây, chờ mong lần giao lưu tiếp theo. Hắn dứt lời, từ trên đầu ô sơ nhảy xuống, vỗ nhẹ đỉnh đầu hắn, để lại lời dạy bảo của hắn. Trong mắt ô thơ thiêu đốt kháng cự hỏa diễm nhưng không cách nào ngăn cản Lạc Trần từng bước ép sát. Nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi. Thanh âm của hắn như sấm sét, rung động lòng người. Lạc Trần ung dung đáp lại. Không cần giấu giếm, ta là thành viên của Liên Nguyệt Thất Tinh, đại biểu cho Thiên Cơ Tinh, Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ, nhất cử nhất động của ngươi ta ghi tạc trong lòng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật lớn. Ô theo gầm lên giận dữ. Đừng quá tự tin, sự phẫn nộ của ngươi tự hồ chỉ có thể duy trì ở mức độ này. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 9. Gia Udu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Là Trần Trêu Tức nói, lại để lại ấn ký trên cổ ô thơ, ấn ký lệ phi vũ, chứng kiến dấu chân của ta. Nhìn xem ô thơ phản ứng lạc trần hài lòng gật gật đầu sau đó thông qua truyền tống trận rời đi lưu lại ô thơ ở đáy biển một mình trầm tư những kẻ xâm lược ghê tởm hãy chờ đợi một ngày nào đó lời thề của anh vang vọng trên những con sóng bên kia lạc trần mới từ một cái khác truyền tống trận nổi lên mặt nước nghền đón hắn là một mảnh dần sáng đường chân trời lôi oánh thuật sĩ teresa đang tựa vào bên cạnh thiết bị dây cáp đắm chìm trong mộng cảnh của mình mấy con lôi oánh bảo vệ nàng cảnh giác nhìn chăm chú vào đèn chỉ thị teresa đến lúc thức dậy rồi lạc trần nhẹ giọng đánh thức nàng nhưng mà nàng tự hồ còn ở trong mộng lẩm bẩm nói lạc trần đại nhân không nên như vậy nơi đó là cấm khu khi họ trở về cảng liên nguyệt vào buổi sáng sớm một ngày mới sắp bắt đầu trong khi câu chuyện của họ vẫn tiếp tục bóng đêm đã khuya đôi mắt lạc trần mệt mỏi rõ ràng bước đi nặng nề trở về nơi ở tư nhân của ngân hàng bắc quốc phân phó đám người natalia lại phái một chiếc lãng thuyền đến chỗ teresa sau đó ngã vào phòng ngủ ngủ thật say khi hắn tỉnh lại lần nữa ngoài cửa sổ đã là lúc mặt trời lặn một vầng trăng sáng tỏ chiếu rọi trên mặt biển yên tĩnh ông dụi đôi mắt mơ màng đang ngủ hơi hồi phục sức lực và thoáng thấy natalia đang ngồi trước bàn tay nắm chặt một bản báo cáo ánh mắt xen kẻ trên bìa báo cáo với ông đại nhân ngài rốt cục tỉnh lại giọng nói của natalie mang theo một chút ngạc nhiên đừng làm cho tôi giống như tìm được đường sống trong chỗ chết lạc trần cười nói tiếp nhận nàng đưa tới báo cáo lực chú ý chuyển hướng nội dung kế hoạch cải tiến của viện nghiên cứu về bách vô cấm kỵ lục hiện lên trên giấy ông dự định sau đó tự mình đến viện nghiên cứu thảo luận và hỏi tiến độ kiểm tra chức năng những tên kia luôn quanh co lòng vòng như vậy lạc trần buông báo cáo xuống nói với Natalia ngươi cầm cái gì vậy Natalia giải thích đó là báo cáo mới của viện nghiên cứu cân nhắc đến việc hắn nghỉ ngơi cho nên chưa từng quấy rầy không cần tôi xem cái này trước lạc trần nói xong bắt đầu nghiên cứu báo cáo Natalia thì săn sóc hỏi có cần ăn cơm hay không lạc trần khéo léo từ chối chuyên chú ở trên công việc Natalia em có thực sự muốn xem khoảnh khắc anh thay đồ không hắn đột nhiên hỏi, trong mắt lóe ra ánh sáng trêu chọc. Natalia nhất thời mặt mũi ửng đỏ, ấp úng lấy rời đi, lưu lại Lạc Trần một mình tự hỏi. Thay xong quần áo về sau, Lạc Trần quyết định đi thiên hành đỉnh núi thử vận khí, hắn cho rằng nơi đó có lẽ có thể mang đến tốt hơn phong thủy. Hắn hướng Natalia phân phó, để cho nàng cùng đồng bọn đi nghiên cứu sở xác nhận mới thành quả giá trị, chính mình thì chuẩn bị xuất phát. Ta đi xử lý chút việc riêng, các ngươi đi trước, buổi tối ta sẽ qua. Hắn cười thần bí, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Thiên hành đỉnh núi, ánh trăng rải đầy mặt đất, lạc trần đứng ở đỉnh núi, cảm thụ được gió nhẹ phất cùng biển yên tĩnh. Hắn tin tưởng, đêm nay vận thế sẽ có chỗ bất đồng, bởi vì nơi này không chỉ có tuyệt hảo phong thủy, còn có hắn đối với không biết chờ mong. Nhấn nút triệu hoán liên tiếp, trên màn hình giống như một sao chổi màu tím rực rỡ sẽ qua, tuyên cáo kết quả. Ai, chỗ trống vẫn chưa đầy chỗ. Lạc Trần không kiên nhẫn bỏ qua hoạt hình, trực tiếp tiến vào lựa chọn tiếp theo. Ân, ừ, coi như là thử một lần, cũng coi như có thu hoạch. Lạc Trần hời hợt nói, đối với sức mạnh tiềm tàng của tu tá, hắn mặc dù tò mò, nhưng cũng không quá mức chờ mong. Dù sao, đây không thể nghi ngờ là trong tay hắn một tấm ác chủ bài, đối mặt có thể thần ma uy hiếp, có thể có sức liều mạng luôn là tốt. Đạt được năng lực mới, Lạc Trần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nó phát triển. Hắn nhìn quanh bốn phía, bảo đảm không có người nhìn trộm, sau đó tâm ý khẽ động, nham thần chi nhãn lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt, một loại cảm giác kỳ dị tại trong đầu hắn bắt đầu khởi động, phản phất chung quanh nham nguyên tố đều đối với hắn cúi đầu xưng thần, đồng thời, tố chất thân thể của hắn bởi vì thần chi nhãn dung hợp mà chợt tăng lên. Hắn tùy ý vung tay lên, nham nguyên tố như nước suối hiện ra, Ngưng tụ thành một viên nham tinh trong suốt. Đây chính là lực lượng của thần chi nhãn. Lạc Trần trong lòng âm thầm tán thưởng, nhân loại không thể điều khiển nguyên tố, chính là thiếu hụt như vậy môi giới, không có nó, liền cảm giác nguyên tố đều là hy vọng xa vời. Ý niệm lần nữa lưu chuyển, Lạc Trần ánh mắt tập trung xa xa một khối nham thạch, ngón tay khẽ búng, một đạo màu nâu sẫm nham thạch chi mâu lóe ra ánh sáng vàng ống ánh, trong nháy mắt bắn trúng mục tiêu. Trong tiếng gầm rú, vật chất đặc sệt trong mờ bắn tung tóe khắp nơi, nhàm sự mộ ẩn núp dưới lòng đất bị công kích bất thình lình này đánh thức, phát ra kháng nghị không tiếng động. Lạc Trần sửng sốt một lát, gạt tàn vật trên người xuống, thấp giọng nói với hài cốt sử lai mổ. Nguyện ngươi yên nghỉ, A-di-đà Phật. Mặc dù quá trình có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn đã bước đầu nắm giữ phương thức điều khiển nham triết chi mâu, vũ khí này có thể triệu hoán theo ý nguyện của hắn, sức mạnh mạnh yếu quyết định bởi tinh thần lực của hắn. Năng lực mới đạt được làm cho sức chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, ít nhất khi đối mặt với dạ lan, không hề ý lại vào thể đạo của cảm xúc. Hơi sửa sang lại, tầm mắt lạc trần chuyển hướng tên là thời gian không ngôn linh. Cái này ngôn linh có thể chậm lại chung quanh thời gian trôi qua, tăng cường ký chủ thời gian cảm giác, giao cho hắn ở trong lĩnh vực tự do hành động quyền. Tóm lại, đó là thời gian dừng lại mặc dù cần có vật tham chiếu đến cân nhắc thời gian chậm lại hiệu quả, nhưng Lạc Trần liếc mắt một cái liền thấy được sườn núi chỗ dân cư, giống như ưng kích trời cao, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt rơi xuống. Sau khi dùng hết thể cường hóa thể chất cộng thêm thần chi nhãn gia trị, thể chất Lạc Trần vượt qua người thường 15 lần. Sau vài bước nhảy, hắn vững vàng dừng ở bên ngoài sân dân cư. Lúc trước hắn chú ý tới, trong phòng vẫn có đèn đuốc, chứng tỏ có người ở. Giờ phút này, cảm giác thời gian của hắn phóng đại 25 lần, điều này ý nghĩa ở trong mắt người khác một giây, đối với hắn mà nói thì là 25 giây kéo dài. Đối với cảm giác thị giác của Phạm Phu Tục Tử, là trần như gió nhanh vòng quanh nhà dân chạy như bay, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể bắt được một đạo u ảnh màu vàng trong nháy mắt mà qua, đây là hành động trong kế hoạch của hắn. Thời gian khởi động tạm dừng, hắn giống như quỷ mị vọt vào dân cư, nhẹ nhàng vòng quanh chủ nhà một vòng. Sau đó lặng lẽ rời đi. Tư Duy khẽ động, Lạc Trần con ngươi lóe ra sáng chói hoàng kim quang huy, trong nháy mắt kích hoạt thời gian bất động. Chỉ là một hộ gia đình phạm vi, đối với hắn mà nói, có thể duy trì 10 phút bất động, đủ để cho hắn thản nhiên bước chậm ở trong đó. Đi vào đình viện, hắn chợt cảm thấy một cổ hương khí thanh nhã, làm như là mùi thơm ngát. Không cần suy nghĩ, Lạc Trần lập tức đi về phía chính sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trước mắt ở phía sau lá trắng trong phòng, trong một bồn tắm bằng gỗ không cao như vậy, hai bóng dáng thiếu nữ đang xen, tóc dài như thác nước, hơi nước nóng khiến cho hai má các nàng nhuộm lên một vệt ửng đỏ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 10. Nữ vương bệ hạ đến cùng đưa cho ngươi loại nào hứa hẹn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio dưới sương mù tràn ngập da thịt trắng loãng như ngọc của các nàng như ẩn như hiện còn có sữa dừa màu trắng nhà kia màn đêm buông xuống sự yên tĩnh của quỳnh cơ hoang dã bị ký ức phủ bụi ma thần ngày xưa đánh thức đoàn nghiên cứu của áo duy la ẩn núp ở chỗ sâu của mảnh di tích này dọc theo bờ biển cảng liên nguyệt đi về phía bắc tới một di chỉ vách đá nào đó coi như là cứ điểm bí ẩn của bọn họ từ khi cùng lạc trần đỏ sức qua đi dạ lan tổng hội lâm vào hồi ức nhớ tới ở bắc quốc ngân hàng tầng cao nhất chính mình tại ngượng ngùng trong tiếng hát bị lạc trần tước vũ khí xấu hổ hình ảnh phần không cam lòng này để cho nàng càng thêm kiên định báo thù quyết tâm nếu không phải ngưng quan nhiệm vụ nàng sớm muốn tìm lạc trần thanh toán nợ cũ thông qua tình báo thủ hạ nàng đã đại khái tập trung vào vị trí của đám ngu nhân phục chế bách vô cấm lục kia doanh địa của đám ngu nhân đề phòng nghiêm ngặt người bình thường tới gần tức bại lộ bởi vậy Dạ Lan lựa chọn tìm hành trong đêm khuya yên tĩnh, lặng lẽ tiếp cận. Mượn bí bảo quần ngọc cát, Dạ Lan đã lặng lẽ tới gần biên giới doanh địa, xa xa, nàng thoáng nhìn đội ngũ tiên phong ngu nhân nghiêm mật thủ hộ một chỗ phế tích. Không thể không thừa nhận, ngu nhân chúng binh lính sức chiến đấu làm người kính sợ, một chọi một, cho dù là Dạ Lan cũng có điều kiên kỵ. Quan sát xong tuần tra về sau, Dạ Lan đang muốn lẻn vào, lại phát hiện Lạc Trần lại huyết sáo, hướng doanh địa phương hướng đi tới. Nhìn thấy Lạc Trần, dạ lan trong lòng dân lên phức tạp cảm xúc, một loại mãnh liệt xúc động thúc đẩy nàng, muốn hung hăng giáo huấn hắn một phen. Nếu Lạc Trần cũng ở đây, dạ lan quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi Lạc Trần tiến vào, sau đó lặng lẽ đi theo. Lần này, nàng tuyệt sẽ không lại để Lạc Trần phát hiện hành tung của nàng. Bên kia, rời khỏi phủ đệ cam vũ, Lạc Trần gánh vác chức trách của liên nguyệt ngu nhân chúng lãnh tụ, quyết định tự mình đến nơi làm việc của hắn khảo sát. Là người cầm lái tạm thời, hắn biết rõ trách nhiệm nằm ở đâu. Chưa bước vào doanh địa, đám lính gác đã nhận ra sự tồn tại của Lạc Trần, mặc dù căn nguyên của hắn thuộc về Liên Nguyệt, đám ngu nhân đối với việc này cũng không câu nệ huyết thống, bọn họ chỉ tôn sùng quyền uy, sẽ không bởi vì thân phận của Lạc Trần mà có thành kiến. Buổi tối tốt lành, Lạc Trần các hạ, áo duy la đại nhân bọn họ đã ở trong chờ ngại đến hai vị tiên phong quan tiến lên nghênh đón, thái độ cung kính. Hiểu rồi, bảo vệ tốt doanh địa, gần đây liên nguyệt thường xuyên do thám, không cho người khác tiếp cận. Lạc trần quét nhìn chung quanh, một loại bất an khó hiểu xông lên đầu, phản phất có đôi mắt đang âm thầm nhìn trộm. Công đạo xong nhiệm vụ về sau, hắn bước vào nghiên cứu khoa học căn cứ, nơi đó chồng chất vô số cổ văn vật, nguồn nhân chúng nhiệm vụ là tìm kiếm cổ sư tiên nhân di vật, lấy kích hoạt phục chế phẩm bách vô cấm kỷ lục hấp thu tiên lực lạc trần đại nhân ngài đã đến các nhà nghiên cứu bỏ công việc trong tay xuống vây quanh lại đây chờ mong chỉ thị của hắn trước nghi thức tiên nghi công tác chuẩn bị tiến triển như thế nào lạc trần trực tiếp đi về phía bàn làm việc cầm lấy một trương đang phục chế pháp khí thanh âm bình thản trả lời đại nhân nếu công tử đại nhân có thể giúp một tay giải phong ấn nham vương đế quân không thành vấn đề áo duy la đáp lại ngữ khí kính cẩn. Tốt lắm, chỉ cần có thể hoàn thành trước khi công tử đại nhân đến là được. Lạc Trần ngắn gọn nói, hoàn thành nhiệm vụ này, hành trình liên nguyệt của hắn đã kết thúc, chỉ cần chờ đợi tiếp theo. Kể từ khi Lộ Bị có một mối quan hệ sâu sắc với gia đình lò sưởi, ông chỉ biết về phụ nữ sau Alessino. Nàng mặc dù đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, đối với đồng bạn lại ôn nhu săn sóc, điển hình tính cách ngạo kiều. Một màn khác, dạ lan ý thức được tung tích của mình bại lộ lập tức quyết định rút lui lạc trần điều khiển nàng ca hát ký ức vẫn còn để nàng nóng lòng thoát đi nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại phát hiện lạc trần như u linh nhanh chóng tiếp cận thật trùng hợp chúng ta dường như duyên phận không ít lại gặp nhau ở đây lạc trần thoải mái cười nói hiện giờ thực lực của hắn tăng nhiều dạ lan phản kháng có vẻ bé nhỏ không đáng kể hắn không hề giống trước kia khẩn trương như vậy bộ đội đặc chủng cứng cỏi làm cho hắn có thể ung dung ứng đối. Hừ. Dạ Lan Mi Vũ khóa chặt, đột nhiên rút ra ẩn dấu trường cung, thủy nguyên tố ngưng kết thành tiễn, nhắm vào lạc trần phóng ra. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến cô ngạc nhiên không thể tin được. Đang lúc thủy nguyên tố mũi tên sắp chạm đến lạc trần trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn chợt nở rộ ra một mạc vi diệu kim sắc quan huy, phản phất ngôi sao rơi vào đáy mắt của hắn. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn như ảo ảnh xẹt qua, vô thanh vô tức xuất hiện trước mắt Dạ Lan, giống như một tia chớp thần bí cắt qua sự yên tĩnh. Dạ Lan ngưng mắt nhìn luồng sáng màu vàng này, đó không phải là ánh mắt bình thường, mà là lông mâu giống như đúc bằng vàng, nóng bỏng mà thâm thúy. Lạc Trần trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Ta hai lần hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ đây là đáp lại của ngươi? Hắn cầm trường cung trong tay dạ lan, nhẹ nhàng ném sang một bên, sau đó thản nhiên hỏi. Hiện tại, chúng ta có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện không? Ở thời gian pháp tắc dưới, dạ lan động tác tự hồ bị vô hình địa chậm lại, lạc trần nếu cố ý làm, bất luận hành động gì đều đem trở thành một hồi thị giác thịnh yến. Đối mặt với lạc trần, dạ lan rõ ràng lực lượng của mình ở trước mặt hắn nhỏ bé như bụi, nhưng nàng vẫn không buông tha tự hỏi. Ngươi là chí đông tân nhậm thực tập chấp hành quan, đúng không? suy đoán trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt cặp mắt dựng thẳng hoàng kim kia ám chỉ một loại lực lượng nào đó vượt qua người thường xem ra mạng lưới tình báo của các ngươi cũng không đơn giản chỉ đông cũng có thám tử của các ngươi tồn tại trong lời nói của lạc trần mang theo một tiên nghiền ngẫm phản phất như đang tiết lộ một thế giới bí mật vài ngày trôi qua cuộc sống của lạc trần vẫn như thường hắn ở bến cảng khoan thai thả câu hưởng thụ điền thiết chuỷ nói chuyện phím phản phất chưa bao giờ rời khỏi liên nguyệt Ngày hôm nay, hắn trước sau như một chuyên chú vào đồng tỉnh trên mặt nước, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng thủ vững phần chấp nhất kia. Đại nhân, nếu không chúng ta đổi phương thức giải quyết bữa tối. Natalia mang theo giỏ cá trống trơn, lo lắng đề nghị. Nhưng mà, Lạc Trần lại phản phất đắm chìm trong thế giới của mình, thấp giọng ngăn lại. Xuyệt, đừng quấy rầy cá của ta. Natalia bất đắc dĩ ngồi cùng hắn, trong lòng tràn đầy lo lắng đối với cái không biết nàng biết, Igor cùng xét gây vì tránh đi lạc trần, đã bận rộn truy đòi nợ, chỉ có nàng bị lưu lại nơi này, trở thành cái này tạm thời chờ cá người trông coi. Giờ phút này, một con ưu nhã cú mèo lặng lẽ phủ xuống, trong miệng phong thư trang trí tinh xảo hoa văn, đập vào Natalia mi mắt. Đây là cho người lớn. Nàng nghi hoặc hỏi, cú mèo liếc lạc trần một cái, sau đó dương cánh rời đi. Mặc dù nghi hoặc trùng trùng, Natalia vẫn đưa thư cho lạc trần, hắn nhận lấy, chỉ dựa vào đồ án trên phong thư, liền nhận ra thân phận của người gửi thư. Ký hiệu ma nữ đặc biệt kia, tượng trưng cho một vị nữ sĩ tôn quý. Nhìn trên bầu trời cú mèo, Lạc Trần triển khai giấy viết thư, lẳng lặng đọc lên. Vội vàng như vậy. Nữ vương bệ hạ rốt cuộc cho ngươi loại hứa hẹn nào. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4